Hello, xin chào mọi người, 200 anh em trước khi hướng dẫn anh em chơi một cái kèo lắc mama với gọt về nhà của thằng Dự Bay. Sự kiện này ra là rất là ngon, vừa chơi vừa hấp dẫn và kiếm tiền cho các anh em chọn kiếm tiền bởi đi. Đầu tiên anh em chưa có tài khoản thì bấm nhận đăng ký, rồi mình đã có tài khoản rồi mình đăng nhập anh em vì mật khẩu mình. Rồi mình đã đăng nhập vào hát chị theo bay, anh em nhấn nút lắc mana nha tất cả các anh em. Anh em chờ nói lại chút, anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình cái nhà. Mình cảm ơn tất cả các anh em là nhiều. Anh em mình không biết nói gì trong những thời gian anh em luôn theo dõi và ủng hộ mình. Mình một lần nữa mình chân thành cảm ơn tất cả anh em luôn. Cái kèo này nó ra sự kiện từ hồi bước trong vòng bữa nay mà hồi sớm giờ mình vì mình bận quá mình không có làm cho anh em sớm được. Anh em chờ nó tải chút anh em, nó tải cũng hơi nặng. Nhà mình wifi cũng hơi xa nên mình tải hơi lâu một chút. Anh em gán đời cùng mình chút xíu anh em. Năm trước mình lắc nửa tiếng đồng hồ của khoảng được ba mấy ngàn, năm nay sự kiện nó đã thay đổi, có thay đổi chút xíu rồi anh em à. Lắc hơi lâu quá, mai mình cũng hơi yếu rồi anh em ơi, tại vì quá tờ tải ứng dụng. Hai cái máy mà chưa mấy cái ứng dụng chứ chịu không nói. Anh em chờ chút nha, anh em nhớ tua video, tua cái phần tải này đi. Rồi để mình cắt. Rồi anh em, anh em cầm chi gì, cầm điện thoại lắc anh em. Mình lắc một cái cho anh em coi nè. Anh em nhớ lắc mạnh mạnh nha. Rồi, chúng gì đây? Chúng gì đây, gì đây? Biết lọc về nhà. Gì đây, gì đây? À, 666 đồng. Tiếp tục chơi. Lắc nữa anh em. Anh em nhớ lắc mạnh mạnh anh em. Lắc nữa đi, lắc đi. Mày giỡn hay gì? Anh em lắc mạnh mạnh nhớ cầm cho chặt chặt nha. Anh em cầm nhà là cái điện thoại luôn á. Ồ, mấy không trúng là bằng thịt heo ăn luôn anh em. Cái gì đây? Đồ, trúng 665 đồng. Tiếp tục chơi luôn. Khi anh em chơi được 3 lượt lắc anh em. Còn mình còn 1 lượt. Đó. Gì đây? Gì đây, gì đây, gì đây? Gì đây? Ồ, chữ khang. Tiếp tục chơi, hết lượt. Mình hết lượt lắc anh em. Rồi anh em bước vào chỗ phần này nè. Đâu cái một cái giết đồ ta. Cái phần chủ mảnh ghép anh em phan. Đây này anh em, đây chỗ là mảnh ghép anh em. Anh em vào mảnh ghép anh em. Phần thưởng nè. Anh em ghép được cái chữ phú quý an khang thì anh em vào chữ đổi thưởng anh em. Nè, rồi tăng xưng nè, để mình coi cái mình coi lịch sử nữa coi, phần thưởng nữa anh em. Anh em chờ chút nha. Mình coi phần thưởng giá trị nó được bao nhiêu. À sao màu của ta anh em. Bộ phú quý an khang thì được 6.666 đồng. Giải nhì 20.200 đồng. Còn bộ như ý nguyện viên lành là đồ giải bộ phú lục thọ là lên tới giải này tới không 2 triệu luôn anh em. Trò này là rất là ngon. Rồi mình thấu ra. Mình coi bán vàng anh em, có những người nào đã trúng. Anh em những người trúng nè. Cái kèo này thầy cố thằng Diệu Theo Bay thì cái độ uy tín thì anh em khỏi nói, khỏi bàn. Còn anh em cái việc sao chép cái đường link và chia sẻ cho tất cả bạn bè anh em. Để mình kiếm được lắc thêm. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc các anh em lắc kiếm thật là nhiều tiền trên một cái con app Viettel Pay. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha.